Hi, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và vẫn tiếp tục là một tuần nữa, hẹn các bạn vào video ngày hôm nay. Và bây giờ rạng sáng ngày 3 tháng 11 rồi. Và nhằm ngày Chủ nhật luôn ha. Trễ một ngày, vì hôm qua là thứ bảy, đã có tập anime 1140. Và đây là tập mà ngoại truyện nha. Vì đã có quay về của thứ 9 trước rồi, cho nên là bây giờ vẫn tiếp tục như mọi khi là ngoại truyện ha. Và có thể là gần như từ bây giờ đến cuối năm tháng 12 luôn, là có thể là cùng lắm là hai tập có truyện chính nữa thôi, là tất cả sẽ là ngoại truyện. Và vì tuần rồi là remaster remake thì phải, mình nhớ là như vậy, tập anime 737 phải không ta? Đó thì tập đó là các bạn cũng đã biết qua rồi ha, nên mình không có nói nhiều. Và ngày hôm nay thì là tập ngoại truyện này. Và tên tập, tiêu đề và trong video như thế nào thì chúng ta đến tập này để mình tìm hiểu ha. Thì qua đó mình cũng coi siêu qua tìm hiểu về cái bản Blu-ray movie 17 về cái thời điểm mà có trên bản râu á, thì mình vẫn chưa thấy. Đấy, có thể là tháng 11 này sẽ có đó. Và về cái bộ Voi này kia Conan thì có lẽ mình sẽ chờ trong tháng 11 sắp tới để mà chia sẻ với các bạn. Rồi ok ha. Vậy thì vẫn như mọi khi, trước khi vào video, mong các bạn hãy bỏ ra vài giây để ủng hộ mình và các nhấn like và đăng ký nha, vì nó đều làm miễn phí hết. Và tiêu đề của tập ngày hôm nay là Gurdy Mystery Bar. Và cái như tập này là liên quan đến đó, tên nhí gồm có Hamara, mà đây là những người phụ nữ nha, với nhau đấy. Với là trong tập này có sự góp mặt luôn của cả Sato đấy. Đấy, và gần như là hợp mặt lại cái kiểu giống như là bộ năm người phụ nữ đã từng trải qua cái tập trước rồi đó, ngoài truyện đấy, mà liên quan đến siêu nhân đó. Đại khái là như vậy, để mà chúng ta biết được rằng là những cái tập này nó có gì thú vị ha. Đó, ngày phát hành là ngày 2 tháng 11, nhưng mình lại ghi tiêu đề ở đây. Đấy, đây là những khoảnh khắc đầu vô, chúng ta thấy rằng là một cuộc theo dõi điều tra, và có vẻ như là nét mặt rất nghiêm túc và bộ đồ cái trang cũng rất là chỉnh chu ha. Và qua cả này tôi thấy rằng là có những đặc điểm thú vị đấy. Mình hình như đây là Sato này, mình cứ nghĩ đâu là Ram chứ, nhưng mình cảnh này giống rất giống Sato. Đây là khoảnh khắc mà liên lạc với nhau bằng bộ đàm để mà điều tra đấy. Đó, và dĩ nhiên chúng ta biết là năm người này á đã từng xuất hiện trong cái tập trước rồi, mà liên quan đến những cái bộ đồ đẹp mà năm màu giống như siêu nhân đó. Thì trong đó gồm có Ran này, rồi Sato này, Soroko này, Ayumi, rồi một người nữa mà như Hamara đấy. Đó là những mà khoảnh khắc mà anh ta thấy. Và đây là Ninin từ cô nàng Hamara, và cô nàng nó nói từ này có vẻ như là một cái chiếu thật nào đó của Ninja đấy. Rất là thú vị ha. Đấy, thấy không? Đó, nhìn ngầu phết không? Và khoảnh khắc này khi mà nếu mà siêu lượng Sonoko xuất hiện đó, thì luôn tạo vẻ rất ngầu lòi. Và đây là khoảnh khắc mà năm vị siêu nhân của chúng ta đây. Đó, luôn là như thế. Cái tiêu đề đó là Gurdy Mystery Bar là mình đã nghi ngờ rồi. Đó, và đây là khoảnh khắc mà mình thấy rất là tuyệt vời nữa, mà ít khi nào chúng ta thấy được rằng trong cái tập ngoài truyện mà có sự xuất hiện của các bộ năm người này cùng chung với nhau. Đó, và chúng ta sẽ bỏ qua đoạn opening ha và tiếp tục cái tập này. Đó, và đầu vô chúng ta thấy rằng là Nan đang đọc có lẽ một cuốn tiểu thuyết nào đó, hoặc là một cái bộ truyện rất là thú vị và khiến cho anh chàng này thích thú. Và đó thì ở đây có một màn gọi là cải trang màu mè, nó nhiều màu luôn, rất là thú vị. Và đây là những quan khách, chúng ta thấy rằng là rình mò đi tìm hiểu nè. Và nếu mặt của Hamara chúng ta thấy rằng là rất là bơ phờ, cứ vẻ như là cô nàng này không đồng tình với vấn đề này lắm, cũng không muốn, nhưng mà bắt buộc phải theo nó, cứ tỏ ra khỏi khác cho nó ngầu lòi kiểu vậy. Và một điểm nhỏ ở đây á, là nét vẽ rất là cao chút, nhìn gần chúng ta thấy được rằng là độ ổn định gọi là ok đấy. Đó,
Và những khoảnh khắc này thì thực sự mà nói là mình cũng rất là thích. Đấy. Thì qua đó thì ra không biết là ra vấn đề gì đây, nhưng mà chung quay lại mình nhìn cái cảnh này có gì đó rất là hài hước. Hài hước ở chỗ là nét mặt của tất cả những người này, có 5 người. Đấy, Ran, Sonoko, Sato và Yumi luôn luôn tập trung vào cái vấn đề chính, còn chỉ duy nhất một mình của Habara là cô nàng này với nét mặt rất là bơ phờ. Kiểu như là nhìn đời rất là bất cần vậy đấy. Mà cảnh này rất là dễ thương và một chút gì đó rất là hài hước nữa. À, đấy. Và đã lâu rồi chúng ta thấy cô nàng Habara này xuất hiện rất là nhiều nha, phần mỗi chuyện đấy, và được tôn lên những cái bộ đồ ấy, mua đồ đấy thế này đấy, cũng rất là mà trao chút vào bóng mắt ha. À, đấy, và đây là khoảnh khắc mà thấy rằng là con nàng Habara này rất là bất lực. Và mình mới nhiều khen bao nhiêu á, độ đẹp đấy, nhưng mà qua cảnh này thì nó kiểu như là vẫn còn nó sơ sài một nét vẽ nào đó đấy, nó chưa được tương xứng đấy. Chúng ta nhìn cái cảnh này á, thì cảm giác như là nét vẽ này kia về của nàng Sato này vẫn còn chút nữa nó trẻ hơn nhiều so với lại độ tuổi của nàng này, mặc dù chúng ta không có nói về cái cảnh của nàng xinh đẹp hay không, tại vì của nàng này bản chất nó là xinh đẹp rồi. À, nhìn nét vẽ thấy vẫn còn nó chút gì đó nó gợn gợn đúng không, thấy không? À, nhìn khoảnh khắc này chúng ta thấy rõ ràng nhất này, nó vẫn chưa được trao chuốt lắm, nhưng mà có những khoảnh khắc này đó nó vẫn còn động lại, nó đẹp khi mà chúng ta nhìn gần. À, nhìn nơi vậy như vậy dễ hiểu hơn ha. À, và con nàng Sato này vẫn luôn có một chút con ý lộn con nàng Sonoko chứ ấy, có một chút gì đó rất là động đảnh và nói liên thuyên liên hoạt, mà cảnh này thì chúng ta đều biết đến là chút hài hước và một chút gì đó liên lụy đến những người xung quanh nữa. À, mặc dù là nó hơn là buông tay quá tráng đấy kiểu vậy. Và khi mà nói ra những cái điểm được cái lời nói này á, thì chúng ta thấy là chỉ có một mạng ra là tỏ ra buồn ngủ ngáp toàn trọng chú tâm đến vấn đề đó. Bây giờ bắt đầu mình ngáp thấy, bạn thấy không? Đuối lý đó. Và tiếp tục ha, và đây là những cái khoảnh khắc mà những địa điểm chúng ta sắp trải qua mà cô nàng Habara này đưa lên đấy, và chưa kể cái đồng phục bộ đàm đầy đủ luôn đó. Khi mặc vô rồi thấy rằng là có những người có ít, có những người mê, có những người đã tò mò, chẳng hạn như là những khách vị khách đi trên đường đấy, bộ đồ mặc nó như rất là tiếu đó. À, ngoài đó thì đi đến từng địa điểm ăn những cái món ngon và cùng điều tra khám phá đấy từng giai đoạn hết, bảo vệ như là đây là những điều tra mà từng cướp lên tạo một khoảng khắc này đó, giống như là ninja đấy, nin đấy đó, những nó là ngầu lội một phát vào có xuất hiện trời dùng cái màn gọi giống lão thuật vậy đó, biến ra phân thân này á. Một pha tưởng tượng rất là ngầu lòi từ Sonoko á. Rồi qua đó thì đến lượt Anyumi đến tạo cái biểu tượng cái như là suy nghĩ về rồi nin thì nghe như là gọi là một cái lỗi gì đó. Mình quên cái từ đó rồi, lại thấy tôi gọi lão thật tiếng đó, rất là hài hước và khiến cho Amara cũng tỏ ra biểu cảm rất là thú vị luôn. Đó, và thấy cái cảnh này là chỉ có mình Thánh Conan là rất là bơ phờ theo kiểu giống như là chẳng quan tâm và cũng không thèm để ý đến vì biết tổng nó là như thế nào rồi kiểu vậy đấy. Đó, đây là những khoảnh khắc mà ta thấy rằng là bộ đồ và thiết kế và kể cả những gì mà trong khoảnh khắc này được lộ ra nó cũng mang một chút gì đó đặc biệt và thú vị ha. Nếu mà các bạn chưa coi đến cái cảnh này mà ít khi nào xảy ra đó, thì sẽ rất là hài lòng và có thể một chút nào đó là sẽ khoái đấy, vì đặc biệt chúng ta chưa thấy cảnh Sato xuất hiện gần đây mà đó. Và một ví dụ cái thứ hai nữa là về cô nàng Habara, vì chúng ta thấy rằng Habara đang xuất hiện rất nhiều trong phần ngoại truyện đó, và khi mà chúng ta thấy đến cái đoạn này thì một tên cướp nào đó đang bắt anh chàng này bất tỉnh nhốt dưới đây chẳng hạn đó, thì bắt đầu điều tra tiếp ha.
và vẫn là anime của chúng ta, một chút gì đó rất là ngầu lòi dễ thương. Ninh đó, một chú thuật đó của ninja, trượt phái ninja đấy đó, rất ngầu lòi ha. Để đoạn tình cảm dễ thương này á, của những người phụ nữ thì có lẽ mình sẽ bỏ qua vì không có đi sâu quá nhiều ha. Và đây là đến ví như là gọi là bắt đầu một kế hoạch rồi đó, mỗi người một nơi và đeo một bộ đàm để mà liên dễ liên lạc ha. Đó đấy, sau đó thì đã nhận dạng được một anh chàng rất là nguy hiểm đó. Sau này thì sẽ tôi đã chặn đầu và báo ra mình là cảnh sát, đưa ra liền anh chàng kia bỏ chạy ha, nhưng mà đã gặp ranh thì tới đây thì không còn đường chạy thoát rồi. Rất là tiếc nhưng cảnh này không có cảnh karate rồi, nó rất là đơn giản, và thế là anh chàng đã bị bắt. Và nếu nói đại khái thì cái tập này chung quy lại là tìm và phá án đơn giản. Và một điều qua đó thấy rằng là cái bộ đồ của những cô nàng này mặc rất là có chút gì đó gọi là dễ thương, và một chút gì đó nó phá cách đấy. Và một đặc điểm nữa là liên quan đến nét mặt của cô nàng Haura này, rất là kiểu như là kiểu chút xíu gì đó rất là bá đạo ấy, một chút dễ thương, một chút gì đó nó chẳng thích vấn đề này kiểu vậy đó. Bỏ qua vấn đề đó đấy. Mà tập này thì cũng hơi nhạt xíu vì đơn giản là chỉ bắt hung thủ thế thôi, nó không có quá nhiều cảnh đặc biệt chẳng hạn như là biến hình hay này kia cho nó ngầu lòi từ năm vị siêu nhân này chẳng hạn, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà qua đó thấy có những cảnh rất thú vị, dễ thương từ những chị em phụ nữ này mà ít khi nào chúng ta thấy khi mà họ đi chung ha. Ok ha. Ôi trời, còn liên ngay cả Sonoko còn liên tưởng đến những khoảnh khắc mà đó, khi mà mặc những bộ đồ siêu nhân mà tỏ ra nó ngầu lòi mà thiếu độ vái gợi cảm. Đúng là khiến cả cái thánh của Nan bất ngờ và cảm giác như là khó chịu một chút gì đó, nó phê. Và đây là review tụi sau các bạn, review tụi sau thì ngày phát hành như mình ghi ở đây đấy, 1/1/1 ha, ngày phát hành ngày 9/11 tụi sau đấy. Đại khái ta hiểu được rằng là gia đình của Mori tụ họp đại khái như vậy ha. Và chuyên sau thì có thể giúp ta đã chuyên sau để biết thêm đấy. Đây là những gì mà khoảng khắc đọc lại và chia sẻ đến các bạn trong tập 40 này, 41 tuần sau. Và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành chút thời gian ngắn xem video ngày hôm nay, và chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần chủ nhật nhiều vui vẻ, nhiều sức khỏe ha. Hẹn các bạn một video sau. Bye.